vực bonsai kỳ đặc biệt bố nhà tị. Ai cái loại lộc vừng 11 triệu hôm trước đây mà lộc lá ra kinh không? 11 triệu hôm trước đây các bác, anh nhìn thấy nhận ra không? Sang đây xem giao dịch này đấy. Ra khu vực này mua là chuẩn rồi. Đây mang triển lãm không ai về. Cái đây nhìn biểu nhỉ. Mấy củ ạ? Sơn liễu. Tao bán đất của mày bao giờ rồi. Tao nói thì lấy được ngay. Sơn liễu. Cái khó tiền. Tăng dân số. Cần thăng dân số nữa. Cái đoạn này nghệ thuật quá nhỉ. Cái này mang cũng bay về mà. Cái này dáng nhìn hay nhỉ. Thôi đi. Anh nhìn mày không hay nhưng cái hay hết. Cần thăng thì chơi tốt rồi, thăng tiến tốt. Thăng chơi chán rồi. Ý là ý nghĩa. Mang cái gì về mình chơi. Rồi. Rồi. Thôi được, để đấy à. Để quay cái chỗ này cái đã. Nó từ đầu đến cuối. Đấy. Lộc vừng. Đây lộc vừng này nó nở nhanh thế nhỉ. Tiếp đây. Đôi đây đây này. Một đôi túc, đôi sộp. Sộp. Đấy, đôi cổ. Đôi túc này nhìn rất là sướng. Lá mứt mỡ, lá cứ mỡ, nhìn lá mỡ sướng. Bóng mỡ. Đấy. Còn đây lộc lá không túc. Lộc lá không túc. Rồi. Tí nữa có coi sân liễu rất hay đủ nhá. Ai cứ xì này xong gần đấy hay. Tôi có mấy hòn đá ong tới này, trên kiểu này. Kiểu này đá ong. Đá ong rất tốt. Rất giữ ẩm mà nó có những cái, có những cái lỗ tự nhiên. Màu càng lâu càng rêu bám càng đẹp. Đặc biệt là đá ong. Rất giữ ẩm, rất tốt. Vâng.
chưa ngắm được cái nào. Cây đấy nó gọi bạn thôi hỏi như nó sẽ đôi tùng. Kinh đấy, xem con này phát nha. Đấy, giúp con ra. Đẹp quá. Tán đầy nha. Sơn liễu đấy. Hoa, cái gì của ai đó. Cái gì của ai đó. Cái nào cũng có hết. Cộng à. Cái này mang cũng ai về. Quá siêu nhỏ, quá đẹp. Nó bé nha. Cái mang cái cầu chết rồi. Cái nhỏ cái nào mình cho xe năm tặng rồi. Đó. Trời ơi. Không, tôi nói cái này cái xanh. Không, trong đấy, cái đoạn là cong cong này rất nghệ thuật. Cái này bao nhiêu? Cây con thì bao nhiêu? Cây đánh 700. Cây kia cũng là cây gì? Tùng. Làm lâu lắm anh ạ. Không phải một sớm một chiều đâu. 700. Gấp đấy. Không phải một sớm một chiều đâu. Cái này nó phải mấy chiều. Một hai chiều làm sao mà được. Ông cứ tưởng làm cây 1-2 ngày thì xong. Tính thời gian ra thì đáng bao nhiêu đâu. No. Tính thời gian làm cây thì đáng bao nhiêu tiền đâu. Con làm thì biết. Mầm ra là khó rồi. Cái tủ kia. Tông 700. Cây đến lâu lắm rồi, vẫn được vậy nhỉ. Nghệ thuật, nói chung là cây nghệ thuật. Còn cây nghệ thuật phù hồ tháng vào 3 triệu như cây này. Cây là mười mấy năm cũng làm nổi. Tính thời gian ra thì cũng mua cũng mỗi ngày được bao nhiêu đâu. Nó còn chậm lệch, nó còn khó, nó khó lắm thôi, cơ khó lắm. Sống rồi thì làm được. Quá lâu. Chanh đẹp như thế. Quá lâu. Nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Thế cao giáo mà đứng tùng thế giới thì phải là 08. Đẹp quá, bật mực. Mặt nào cũng đẹp. Cái này làm tranh được đấy, làm đốc lịch làm việc. Đốc lịch. Thêm được cái nào cho anh? Giấy lại gớm mặt đấy. Vỏ nó giấy đẹp lắm. Gớm mặt đấy. Đấy. Lũ hết à. Giờ vẫn nha. Hôm nay chào rồi. Nghe dân. Dạ. Nghe dân, nghe dân. Có tay nghe dân, nghe làm mới. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Xa rồi. Dạ. Gặp phố nhiều. Không nói gì, thị xã thì thị xã. Gặp nhiều nghệ nhân ở đây lắm ạ. Ôi, trông đã ghê gớm rồi, quần áo đã ghê gớm chứ nói người. Vâng. Có thể nhỏ chút qua nhưng mà không có gì nào hơn. 2 triệu, ngày thứ
cuối rồi. Thế thì thế thì lại không còn có mặt ở đây nữa. Đấy, sang quay mặt sau của người ba giấy nào. Rẻ đấy các bạn. Rẻ đấy. Chơi 3 bông này nó cắt cả đây này, cắt cả. Ô 3 triệu bạc, rẻ quá. Chợ bạn. Chợ. Hàng hốc sâu xiên. Hòa gập trời luôn. Và hán này cũng duyên dáng, cũng xứng tầm với cái con tùng này, cối bên này. Con là hán ạ. Cái này mà nó đầy anh nhỉ? Thì phải bỏ cái tử thật. Nếu mà anh bỏ tử, nếu mà để nguyên form này thì bỏ cái tử đi. Năm nay làm lông này. Vâng. Vòng đấy nó đầy lên thì giá trị. Đây phải kiên trì mới làm đẹp được. Vâng. Đó. Bây giờ chúng tôi suy nghĩ đấy, ý kiến ý là suy nghĩ đấy. Bởi vì nó đẹp một cái đoạn trực mà lại cắt bỏ về nhà cắt tử. Đó. Cắt từ ngọn cắt đi lại mấy lần rồi. Được rồi. Ăn ra bờ rồi. Năm 2018 chị... bằng cái đĩa xôi ở trên ngọn rồi. Vâng, thế thì chuẩn đấy. Rồi bây giờ bao giờ cái con kia nó lên được như thế. Này tùng quá nhầm tí. Quá thần. Đúng, để cạnh nhau quá hợp lý. Cái này đâu bảo ai bao nhiêu. Bây giờ em 5 triệu thôi, em chưa bán, chứ tùng cuốn cái này này. 2 cây 5 triệu. Hai thân tùng như thế, anh ấy thẳng như thế ra, nó cũng ngọt như thế. Tùng là phải dáng tùng, nó mạnh mẽ. Vì sao người ta gọi là dáng tùng? Những cây khác trực tí người ta bảo dáng tùng. Cái xanh là một cái đẹp khó, càng khó. Già già như thế nào thì chưa đi dưới nào. Đấy, hôm nó bảo là bán cái cỏ thì cắt bỏ. Mấy em tí phát. Ui, nó từng vi đẹp quá nhỉ. Tao bán cho mày cái từng vi đấy. Dạ. Đất bay nhỉ. Đúng kiểu đón gió này. Đi lao đón gió này. Đất bay. Giả, này quá giả. Đất bay. Thank you.
Bảo 11 triệu. À, bảo 11 triệu. Trồng chậu quá lâu năm rồi. Người ta làm được, nhưng mà thực ra nó làm được. Nó vào nó mua nó cắt. Nó cắt. Nó dám cắt cơ, dám chấp nhận cơ, nhưng mà đang tăng. Nhìn cái mặt này mới thấy là mình lên thịt của cái kia. Cái này mặt nào đẹp. Đó, nhưng mà có nghĩa là nhìn mặt này thì sẽ thấy là có động lực để cắt cái tên kia đi hơn. Xin về chứ. Chấp nhận. Anh về chưa? Đây rồi đây. Rồi xin rồi, cảm ơn. Anh có cái mũ bảng xe